Ok. Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn. Thì hôm nay thì mình đã cơi những cái đầu chân thọ, mình cơi hai xong rồi các bạn. Thì đây là những cái chân thọ mình cơi nè, xong hết rồi. Thì để thúc cược cho nó đâm chồi lên mạnh mẽ đó các bạn. Thì mình sử dụng phân bón quá sinh nha các bạn. Đây là phân bón mình sử dụng là phân bón Forfeit 3 số 3 nha các bạn. Đó, thì phân này thích hợp dùng cho mọi loại cây trồng luôn nha các bạn. Đó, đây là cái hiệu thuốc đó các bạn. Thì cái cây này là kích thích cho ra rễ nha, phát triển bộ rễ, phòng chống bệnh thối cổ rễ đó, rồi tăng tính đề kháng sâu bệnh và khả năng chống chịu bất cứ bất lợi của môi trường đó, cung cấp dinh dưỡng cho cây sinh trưởng và phát triển hoàn hảo nha các bạn. Thì cái phần này là mình sử dụng đó các bạn. Thì mình ngâm khoảng 2 giờ là mình tưới, còn hoặc là các bạn rải nha các bạn. Đó, thì ở đây là mình sử dụng mình rải nha. Thì cái phân này thì nó theo bồi dưỡng cũng như là rễ nè, dưỡng rễ nè, bồi dưỡng thêm phân hữu cơ trong trong cây cho chúng ta nha. Thì bây giờ mình tiến hành mình xé phân bón này ra nha các bạn. Thì các bạn nào có nhu cầu mua phân này á, thì xin liên hệ số điện thoại mình nha, 0944 063 107 hoặc là số Zalo nha, 0944 063 107. Đó, thì đây mình cũng ship toàn quốc luôn nha các bạn. Thì một gói này là 1 ký nha các bạn. Thì bây giờ mình tiến hành mình sẽ đổ phân ra và mình sẽ đi rải cho những cái gốc dạng thọ nha các bạn. Thì nếu mình rải thì cái độ phát triển thì nó hơi chậm hơn mình tưới nha các bạn, nhưng mà cái độ bền thì nó lâu hơn. Để ví dụ mình trong quá trình mà mình rải thì nó tan dần dần thì cây nó sẽ hấp thụ, còn chúng ta tưới thì nó sẽ hấp thụ một lần một đó. Thì mình chọn cách là rải. Thì các bạn nào mà mua về thì các bạn ngâm tưới cũng được hoặc rải cũng được nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đổ phân ra. Đây mình sẽ dùng một cái thau các bạn. Đây là mình xé phân ra các bạn ơi. Đây là phần Forfeit 3 số 3 nha các bạn. Đó. Thì phần sau này là có phần hướng dẫn của nhà sản xuất nha các bạn. Các bạn coi liều lượng mà các bạn sử dụng nha. Đó. Gói là 1 ký nha các bạn. Đó. Đây là do công ty RVC sản xuất nha các bạn. Đây là mình sử dụng cho là được cắt cả các loại hoa kiển. Thì cái này dòng này là sử dụng cho tốt nhất cho các loại hoa kiển nha các bạn. Đó. Thì đây mình có để rải cho hoa hồng nữa các bạn. Đó. Thì bây giờ mình bắt đầu rải nha các bạn. Một chậu mình hốt chừng nhúm vậy thôi các bạn. Khoảng như viên đây thôi các bạn. Mình rải xung quanh gốc nha. Quay cận cảnh cho quý vị xem nha. Chúng ta sẽ bỏ xung quanh gốc nha các bạn. Các bạn đừng có bỏ vô xung quanh gốc thôi nha. Các bạn đừng cho văng vô gốc nha. Nói chung là chúng ta kỹ thôi. Nhúm vậy thôi nha các bạn. Đây khoảng nhiêu đây nè các bạn. Đây một nhúm thôi. Đó. Chúng ta đừng có cho dội quá. Dội quá thì nhiều khi cái phân nó bị sốc các bạn, nó sẽ ảnh hưởng tới cây nha các bạn. Nó sẽ dẫn tới lầm phân nha. Đó, chúng ta rải từ từ thôi, rải về viên thôi các bạn. Nhưng chúng ta sẽ rải được nhiều lần nha. Chúng ta rải nhiều lần, ví dụ một tuần lễ chúng ta rải một lần, nhưng mà rải xương xương thôi. Đó. Giờ mình tiếp tục rải nha các bạn. Đây là phân dạng viên nha các bạn. Các bạn hốt ba ngón tay nha các bạn. Đó, sóc lên, hốt ba ngón tay nha, chúng ta gãi nha. Này là có hỗ trợ kháng sâu bệnh luôn nha các bạn. Đây mình sử dụng mình rải ra cho mai vàng cũng được luôn nha. Phân này là rất tốt cho hoa kiển nha các bạn. Đây là phân bón hỗn hợp Forfeit 3 số 3 nha các bạn.
Thì sau khi bấm đọt thì chúng ta sẽ gãi cho một cử phân để cho nó đâm tuột mạnh nha các bạn. Gãi xương xương thôi các bạn ơi, để thôi. Mình trồng ba cây thì mình gãi giữa thì nó tan lan đều qua là vừa nha các bạn. Cái phần này chúng ta sẽ, nếu mà bạn nào trồng mai á, thì gãi bón cho mai cũng rất là tốt. Những video sau mình sẽ làm về cây mai cho các bạn xem nha. Hiện tại thì mình đang làm hoa nhãn thọ các bạn. Đây là vàng nhãn thọ mình đi hai cơ nha các bạn, hai lần bấm đọt các bạn. Thì mình thường quen dùng là từ cơ như cơ đọt nha các bạn, còn có người thì bấm đọt nha các bạn. Thì cái phân này nó có hoạt tính là ăn bùn nha các bạn, nó sẽ bồi đắp lượng phân cho cây cần thiết cho cây nha các bạn. Mình gãi cho dưa hấu luôn nha các bạn. Đây mình có trồng mấy dây dưa hấu tết mà kiếm trái nha các bạn ơi. Mình gãi cho dưa hấu luôn nha. Tiếp tục quay trang này các bạn ơi. Các bạn nhớ là phân này là nếu mà chúng ta gãi thì gãi giữa nha, còn các bạn ngâm thì khoảng 2 giờ đồng hồ là các bạn quậy đều lên các bạn tưới nha. Mình xài ít, cứ xài phân hóa học lắm các bạn, mình chỉ xài hữu cơ thôi, như là đạm cá nè các bạn, mình tưới đạm cá rồi phân, nói chung là mình sử dụng toàn là bộ là phân hữu cơ nhiều. Vậy phân hữu cơ thì hạn chế sâu bệnh nha các bạn. Một ký chúng ta rải rất nhiều nha.
cây giang thọ là chỉ còn 25 ngày nữa là chúng ta sẽ tập trung làm bông. Bây giờ chúng ta sẽ lò phân nước các bạn. Đây là vườn hoa hồng của mình đó các bạn. Thì mình đang trồng hồng tháp nè các bạn. Mình gạt hồng ngoại các bạn. Mình đây mình cũng có bán hoa hồng luôn các bạn. Các bạn nào có nhu cầu mua hoa hồng thì xin liên hệ mình luôn nha. 0944-063-107 nha các bạn. Sau khi gỡ phân xong là chúng ta sẽ tưới nước nha các bạn. Thì giờ mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Thì nếu thấy video mình hay hãy đăng ký kênh và cho miễn phí để ủng hộ mình. Và cũng đừng quên chia sẻ cho các bạn cùng xem nhé. Thì nội dung video thì mình chia sẻ là bón phân cho cây giang thọ phát triển, tại vì mình mới khơi đọt thì mình sẽ gãy một cử phân để cho rước được nha các bạn. Đó, thì nội dung video có gì sai sót thì mong các bạn thông cảm bỏ qua nha. Thì đây là mình hướng dẫn cái video để cho các bạn nào mới biết trồng cây giang thọ xem, thì bạn nào biết rồi thì vô xem cho vui nha. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Nên Trần Tâm Nguyễn, Trần Hiếu Nguyễn Vlog xin chúc các bạn thành công. Giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.